Đây là chiếc xe Kia Bright. Thì khi khách hàng ở Sài Gòn, một chú cũng rất là lớn tuổi, chú chốt bên em thì hiện tại là em đang cho anh em thợ canh chỉnh và bảo trì sơ lại một chút xíu cho chú, và để em chuẩn bị em tiến hành em bàn giao chiếc xe này về lại khu vực ở Bình Chánh nha quý anh chị. Xe thì em đang làm lại mấy cái lặt vặt, canh chỉnh lại cho chú cho nó ok, ngon lành cành đào trước khi đến tay người tiêu dùng. Đó, anh chị thấy anh em thợ phải chui xuống dưới gầm, đang canh lại cái dây số cho chú một chút xíu để chú chạy con số cho nó nhẹ nhàng nha quý anh chị. Vâng, hiện tại thì em đang chạy chiếc Kia Bright sản xuất năm 1995 này, giá thành là 37 triệu, và em đang tiến hành em bàn giao về lại Sài Gòn cho một chú ha. Đây thì cung đường của quốc lộ 13 nha quý chị. Thì con xe này hồi đó, hôm bữa em lấy thì có đang đậu ở bên chi nhánh 3 của em, và hôm nay thì tiến hành em cũng đã bảo trì xong cho chú, và bây giờ tiến hành lên đường thẳng tiến về Sài Gòn Bình Chánh bàn giao cho chú trong buổi chiều ngày hôm nay. Xe thì có trang bị một cái màn hình LCD để chỉ nghe nhạc. Nói chung anh chị thấy một con xe em chạy rất là ok, lái cực kỳ nhẹ nha quý anh chị, lái cực kỳ nhẹ, để lái rất nhẹ. Đây là còn khúc đường của quốc lộ 13 Bến Cát. Nói chung từ bên này em qua bên đấy thì chắc cũng phải hơn 100 cây nha quý anh chị, hơn 100 cây số. Con xe này thì đấy, công tơ mét, đồng hồ đồ đầy đủ anh chị ha, không có thiếu chức năng gì hết, báo nhiệt, báo xăng đầy đủ. Em sắp tới thì em gần tới nơi thì em sẽ kiếm một cái chỗ nào rửa xe, em để em vệ sinh xe lại tẩy rửa sau một tiếng cuộc hành trình chạy hơn 100 cây số, bàn giao về nhà cho chú. Xe thì em đã làm lại hết ok rồi, thắng thiết bảo trì nhớt nhiếc đồ ok rồi, giờ chỉ lăn bánh mà chạy thôi. Nói chung khi tụi em đi mua xe thì tụi em cũng kỹ lắm anh chị, những cái xe cũ mà mình cũng phải kiểm tra lại chứ, thật sự chạy xa cũng rất là sợ. Xe này thì máy lạnh anh chị khỏi phải suy nghĩ, máy lạnh tê tái như Đà Lạt luôn, số sàn 5 cấp, máy rất ok. Vâng, bây giờ mời tất cả các cô chú và anh chị cùng tiếp tục cuộc hành trình với em ha. Và cô chú anh chị yêu quý em thì hãy cho em một like, và lần đầu tiên cô chú anh chị đến với kênh của em thì hãy ủng hộ em bằng cách nhấn nút đăng ký và bấm chuông sát góc bên tay phải màn hình của mình để cập nhật những mẫu xe mới nhất theo ngày tháng ở bên em. Khi cô chú và anh chị nhấn nút đăng ký và bấm chuông thì cô chú anh chị khi em up lên cái gì đó thì anh chị và chú sẽ nhận được một cái thông báo sớm nhất có thể nhé. Hiện tại thì em cũng đang có mặt tại ở trung tâm rửa xe 3M Nam Tú Phát tại Bình Dương. Và em rửa chiếc xe này xong rồi em bàn giao về Sài Gòn cho một chú nha quý anh chị. Đây cũng là một cái công nghệ rửa xe cũng tại 3M, và em đang tẩy rửa chiếc xe này để bàn giao về lại thành phố Hồ Chí Minh. Và quá trình, và đây là những cuộc hành trình và review trên con đường của em đi. Hết sức gầm luôn nha quý anh chị. Và bên này có một cái xe rất là độc lạ. Xe này thời phát phải không anh? Xe này thời phát phải không? Dạ, đúng rồi. Em review cho nha quý anh chị và cô chú cùng tham khảo về chiếc xe này luôn ha. Xe này giống như hồi chiến tranh là chở lính đi nè quý anh chị. Này còn chạy được anh hay là chân? Chỉ chân bày thôi. Ok ok. Ok luôn hả? Chạy con cũng đẹp. Như ẹt vậy á. Như ẹt luôn hả? Xe này thuộc dạng xếp vào có tiền là mua không được nha quý anh chị. Nhiều lúc mình có tiền mình mua không được đâu. Rất đẹp, xe thiết kế một cái hai cái còi. Cái này giống như để súng ống đạn vậy đó, đạn chị ha. Cái xe rất là đẹp. Hòa tiện luôn mới chịu. Trang bị cũng nhìn rất là vui. Cái này chạy em biết bên kia nó có chạy không ta, chắc em nghĩ chắc nó cũng khó chạy hơn là những cái xe thường, để một cái thùng. Một phong cách cổ. Rồi bây giờ mà tất cả cô chú anh chị cùng đồng hành với em tiến thẳng về lại cung đường về lại thành phố Sài Gòn nhé, với chiếc Kia Bright bản số 51F 32686 này. Khu vực trung tâm của Bến Cát nè quý anh chị, này khu vực chợ.
rất là sầm uất nha quý anh chị. Đây là đoạn đường của Mỹ Phước Tân Vạn nha quý anh chị. Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Và em còn cách Bình Chánh khoảng cỡ 50 cây số nữa thôi là em sẽ có mặt tại nhà chủ dân để bàn giao chiếc Kia Bride này. Mời anh quý vị và cô chú anh chị cùng theo em ngắm một khúc đoạn đường của Mỹ Phước Tân Vạn. Cầu vượt An Sương. Tại thì em cũng còn chắc cũng khoảng cỡ ba mấy cây nữa thôi quý anh chị. Một khung cảnh của cầu vượt An Sương. Áp tải chiếc Kia Bride với 37 triệu đồng này về cho hàng ở Bình Chánh. Chạy rất là ok nha quý anh chị. Em nó cứ bon bon trên đường. Vâng, và cuối cùng thì em cũng đã đáp được tại Bình Chánh và đang đứng ngay chỗ gần bệnh viện mới anh chị ha. Ở đây là huyện ủy Bình Chánh. Đang đợi chủ nhân của chiếc Kia Bride này về đón em tiến hành cuộc giao dịch. Và em cũng đón xe quay ngược lại trong Sài Gòn nữa. Em cũng có một chiếc xe Chevrolet Spark em mới vừa mua và chuẩn bị tiếp tục cuộc hành trình lên sóng nha quý anh chị. Ở đây thì một cái không khí rất là mát, xung quanh cây cối rất là mát. Đó, bên kia là có mấy cô nàng đang tự sướng, anh chị thấy không? Đó, đang chụp hình tự sướng kìa, rất là vui ha. Xe thì sau một cuộc hành trình em chạy hơn 100 cây số với một phân khúc chỉ 37 triệu thôi quý anh chị. Mà nhân vẫn chạy rất là ok. Và bây giờ em cũng đã có mặt tại điểm đáp cuối cùng anh chị thấy không? Em nó rửa ra lại là rất là sạch sẽ. Đó, em quay sơ cho quý anh chị cùng tham khảo ha. Hồi nãy thì anh chị thấy em có rửa xe, em tẩy rửa đây. Chiếc xe thì che mưa che nắng, tập chạy tập lái rất là ok nha quý anh chị. Đó, cô chú và anh chị nào thích những dòng xe tập chạy tập lái che nắng che mưa, mà trong những con xe mà em bán mà nó quá nhanh đi á, thì anh chị cứ alo và nhận cọc cọc bên em trước. Thì em khi mà những con xe này em có em xăng thì em sẽ ưu tiên cho quý anh chị và cô chú trước ha. Chứ còn nhiều lúc anh chị cũng thông cảm, nhiều lúc khách hàng bên em cũng rất là nhiều, có nhiều người
vừa mới đăng lên con xe này, mới đăng lên em bán luôn, tức là kêu tại sao là bán mất rồi. Bởi vì một ngày em tới mấy trăm cuộc điện thoại nên mong quý cô chú và anh chị thông cảm. Còn cô chú anh chị nào thích ấy thì có chuyển cọc cho qua bên em, không cần nhiều, cọc để làm lòng tin. Thì khi mà có xe là em sẽ ưu tiên cho quý anh chị và cô chú trước ha. Thì cái này là cái dầu thắng nha. Cái dầu thắng. Bên này là thằng nước rửa kính nè. Ở bên này là nước két, thì nước két con mới chạy hơn trăm cây số xuống là nó đang nóng á, chú đừng có mở ra, chú mở ra nó bắn vô mặt. Cái này nó đang căng lắm. Còn trăm thì chú trăm ở đây. Trăm nước ở đây. Lên mình lấy nước ấy, nước lọc mình nè, nước lạnh mình nó đổ vô cũng được. Ví dụ như nó nguội, buổi sáng nó nguội thì chú mở này ra, chứ giờ đang mở nó đang nóng nó bay vô mặt. Còn nhớt nhất là con đã thay hết bảo trì hết cho chú rồi. Dạ làm hết cho chú luôn rồi. Nhớt thì tuy nằm đây. Thì nó có cái vạch này chú thấy không? Cái vạch của nó nè. Đây nè, cái vạch này. Tới đây á là nó là 3 lít. Còn ở dưới là nó là 1 lít rưỡi thì nó thiếu á, nó bị nó thiếu thì chú mở cái này ra. Trăm vô. Nó bình thường cái xe cũ thì nó chỉ có 3 lít thôi chú. Còn mới thì nó mới 3 lít rưỡi. Còn nó thiếu thì chú đổ, chú mở cái dịch tiết này ra, chú trăm cho nó. Cái này nó bình bọng thì nó ok hết rồi. Máy là con rửa con vệ sinh máy hết cho chú rồi ha. Sẽ hôm làm clip rồi. Cho có kể chú thôi xe này nữa. Xe này thì nó có xài cái cúp mát. Thì tối chú đậu quá. Tối chú về chú đậu quá thì chú cái này là mở nha. Đeo lên mình mở thì mình mới đề được. Nha, đề được. Rồi mình tắt nó đi thì khi mà chú dừng chú rút khóa thì chú tắt cái này đi thì chú đề không đề đề nó không được. Để nó cắt bình nó có một cái độ an toàn, với lại nó như lúc nó điện xe cũ quá. Nó hai đồng hồ đang hoạt động được hết. Tí con có một cái video của con ở trên cung đường rồi cho mở cho chú xem. Đây là màn hình LCD, chú bấm vô đây là chú mở. Máy lạnh thì chú xài đây 1, 2, 3. Lạnh thì bao lạnh luôn. Còn ví dụ như nó mà không lạnh thì chú để ý con cái công tắc này. Cái này là để khóa cái AC nè. Ví dụ như cái này là chú mở là nó chỉ có quạt không thôi nha. Cái này quạt không thôi. Còn chú muốn lạnh thì chú bấm cái nút AC này. Nhưng thường cái nút này với cái này mình bấm im chết luôn. Mình không có đụng tới nó. Mình chỉ xài cái này thôi. Cái này thích lạnh thì bật cái này lên lạnh thôi. Còn đây là hai cái nút kính chỉnh điện đây, nó chỉnh lên điện xuống bên này. Còn hai cái đằng sau thì quay hai tay. Cái này đèn còi, đèn cái này là gạt nước. Cốt pha đồ đủ. Dạ, đèn pha cốt pha đồ đủ hết á, cốt pha đủ hết á. Xin nhớ rồi đây, đầy đủ hết. Nói chung con kiểm tra hết rồi, nó chỉ thiếu một cái bóng đèn kia, con về con gỡ lên cho chú thôi. Rồi cái đằng sau nè, cái này là nó xài mót. Đây nó có cái móc, trong không mở không được đâu. Nó có cái khóa nè, mở cửa nè. Khóa cửa nè, mở cửa nè. Chú kéo ra. Cái kính này là con thay luôn cho chú hai cái tay luôn rồi nè. Thay là con thay chú hai cái tay quay rồi. Đó, cuối cùng thì em cũng đã bàn giao xong chiếc xe này về tận nhà cho chú ở Bình Chánh trong buổi chiều ngày hôm nay. Rồi bây giờ thì em cũng tranh thủ để em rút để em chạy vô lại trong Sài Gòn để em lấy chiếc Kia Morning, Kia Spark, Chevrolet Spark nha quý anh chị. Cũng xin mặt bên anh em công ty, con cũng cảm ơn chú cũng đã tin tưởng và chú ủng hộ bên anh em tụi con khi chú xem một cái clip ở trên YouTube. Và chú cũng lớn tuổi rồi, chú chạy ra chú chuyển cọc cho bên tụi em 3 triệu thì hôm nay em cũng bàn giao xong chiếc Kia Bride về tận nhà cho chú. Thì theo cái sự yêu cầu mà chú khi chú xem cái kênh ở bên con á, thì khi con mang xe xuống thì nó có đẹp hơn là con quay trên cái video không chú? Đẹp hơn đúng không chú? Tại vì khi chú yêu cầu là con về là chú thấy không? Con tẩy rửa cho chú nè, rất là đẹp hơn là lúc mà cái video con quay. Thì bên tụi con thì anh em và con khi khách hàng đã tin tưởng thì con cũng ráng khắc phục những cái điểm mà nó xấu. Có lại còn cái đèn thì để chú cho thông cảm cho con một hai hôm con gửi chúng cho chú nha. Rồi con cũng cảm ơn chú là đi chúc cho chú đi tốt trường bền. Rồi con cảm ơn chú rất nhiều. Dạ, chúc chú sức khỏe nha. Và tiếp tục cuộc hành trình của em đã bàn giao xong xe cho khách hàng tại Bình Chánh. Rồi bây giờ em tiến thẳng ra lại bên Bình Thạnh để lấy một chiếc Chevrolet Spark và chuẩn bị áp tải trên cục đường về nha quý anh chị. Anh chị thấy một cuộc hành trình rất là khổ. Giờ phải đi Grab.
chút khung cảnh của bên đường Ung Văn Khiêm, phường 25 Bình Thạnh nha quý anh chị. Buổi chiều khoảng chập khoảng cỡ 6 giờ thiếu thôi, rất là sầm uất nha anh chị. Mọi người đi làm về, mọi người thì có người đi ăn uống.